sở hữu camera 108 megapixel khủng nhất thế giới. Theo trang The -E, Samsung sẽ trang bị cho chiếc smartphone Galaxy S11 của mình cảm biến 108 megapixel cùng với ống kính quang học Zoom 5X thuộc hàng khủng. Cảm biến hình ảnh 108 megapixel của Samsung đã từng được nhắc đến. Đây là cảm biến đầu tiên trên thế giới với khả năng tạo ra những bức ảnh chất lượng 27 megapixel trong điều kiện ánh sáng yếu. Trong khi đó khi ở điều kiện ánh sáng tốt thì Samsung cho phép người dùng tận dụng tối đa đầy đủ cảm biến 108 megapixel. Cảm biến khủng này được thiết kế với sự hợp tác với Xiaomi và sẽ được trình diễn trong chiếc điện thoại concept Mi Mix Alpha 5G sắp tới. Tuy nhiên, Galaxy S11 mới là smartphone đầu tiên được bán ra thị trường với camera có cảm biến lớn NHOT thế giới. Galaxy S11 sẽ được trang bị ống kính zoom tiềm vọng, vốn không phải là mới nhưng Samsung được cho là sẽ gập quang học lại để tạo ra một ống kính zoom quang học 5X bên trong một mô đun chỉ dày 5mm. Theo truyền thống nhiều năm nay thì Galaxy S11 sẽ được trình làng vào tháng 2 năm 2020.